Xin chào các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng. Hôm nay là đúng 30 ngày, tôi đã giới thiệu về trồng rau. Hôm nay tôi xin giới thiệu trồng cây húng Hà Nội. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký bằng cách các bạn chọn chế độ đăng ký ở như này nhé. Và nhấn chuông để nhận thông báo cho tất cả các video mới nhất của cây cảnh chợ hàng nhé. Chúng tôi đã trồng đến 30 ngày. Cây xà lách này là cụ thể là từ ngày đầu, đúng không? Có thể bây giờ là ta vặt lá bắt đầu ta sử dụng rồi. Thế còn những cây như hạt đậu bắp này cũng đã lên, còn cái thiên tai địch họa như chuột đào này, đấy. Thế rồi đây chuột đào này. Thế còn một số hạt rau như rau đay này, đây là lại rau cải cúc gieo đợt sau cũng lên này. Thế rồi cái phần này, chẳng hạn như cây lô hội tôi trồng ở đây nó cũng phát triển. Còn cây húng quế thì nó hẳn còn héo, tôi chưa dám cho ra ngoài nắng này. Thế còn đây là rau dền cũng lên. Thế còn những cái này mà có một số cây rau bị dập này là do con chuột nó chạy vào. Đấy. Nên là chúng ta trồng nó ngoài cái phần gọi là chúng ta có kỹ thuật ra, nhưng lại còn vấn đề của chuột nó phá hoại. Thế rồi mưa nhiều quá thì rau cũng có thể là bị úng, tức là bị nhiều nước nó bị thối. Thế còn như cái cây ớt này tôi trồng đến giờ là nó cũng khoảng 27 28 ngày gì đó. Thế là nó chưa, trước đây là sau từ ngày đầu đến tôi 2-3 ngày tôi trồng đấy. Cái chậu ớt này các bạn có thể chơi được 6 tháng, thậm chí 8 tháng được. Mà chi phí rất là nhỏ, các bạn thấy không? Cái đất tôi trồng hôm đấy cây ớt rất bé thôi. Nếu bây giờ tôi không tiếc nó, tôi sẽ cắt gọn nó lại. Cắt gọn hai đầu lại để cho nó tròn, nó sẽ cắt cành đây đi. Lúc nào tôi sẽ cắt. Cắt đi thì cái cây nó sẽ tròn như này các bạn. Để trên lan can các bạn chơi nó không khác gì một chậu hoa. Thí dụ như các bạn trồng cái cây này mà chúng ta cũng trồng vào cái chậu cài lan can đấy, nó cũng ra màu xanh. Còn rau dền của tôi bắt đầu lên rất là đẹp rồi. Thế tôi sẽ nhổ bớt và tỉa thưa đi. Cây hành hôm đấy tôi giới thiệu trồng thì cũng bắt đầu lên rồi. Thế còn mùng tơi này to rồi là tôi sẽ đánh ra một cái luống để tôi giới thiệu với các bạn, tôi trồng ra để chúng ta, tôi gia đình cũng có rau ăn luôn. Còn cây củ xả này hay cái lá xả này cũng bắt đầu lên rồi. Bên này gieo rau cũng lên, thế là cây tía tô cũng bắt đầu phát mầm. Đấy, nên chả mấy chốc nữa là cây lên, có thể cây này sẽ ra hoa. Thế thì chúng ta sẽ có những cái rau rồi rau gia vị. Chắc là ở đây mới 30 ngày đúng không? Nếu mà thêm 1-20 ngày nữa là bắt đầu chúng tôi có rau ăn. Còn lại cái tường cây thì là chúng ta, tôi mới trồng được dăm 3 hôm thôi. Thế có cây như cây ớt này trồng treo ngược, tôi cũng sẽ, mai tôi sẽ, cái chậu cây trồng cây cà chua thất bại do nó chết mất. Tôi sẽ lấy cái chậu đấy trồng lại, tôi sẽ trồng cây ớt hay cây tía tô kinh giới gì đó vào để chúng ta xem cái chậu treo ngược như nào. Nếu mà các cái quán mà những nơi mà chúng ta cần trang trí đấy, cái chai này chúng ta có thể sơn màu, hoặc các bạn có vẽ thêm cái gì vào đó. Xong cái cây ớt mà to ra thì chúng ta sẽ mai kia nó to để giới thiệu với các bạn. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể làm cảnh được, chứ không có nghĩa rằng cây rau gia vị thì chúng ta chỉ để dùng gia vị không. Ví dụ như cây lá lốt này chúng ta nếu mà đang lên tốt rồi, đúng không, ta treo hàng dọc như này. Hay cây húng bạc hà rất là thơm, lại có thể là cảm thấy đuổi xua muỗi nữa. Thế thì chúng ta treo lên có thể vừa sử dụng làm cảnh được mà vừa sử dụng để thu hoạch được. Thế là đấy, như là rau diếp chúng ta trồng 30 ngày đấy, tất nhiên là tôi mua cái cây đấy là nó người ta bán ở chợ hàng thôi. Mua một mớ bây giờ tôi trồng, tôi bỏ bớt một số cây đi. Thế mà bị chết mất 3 cây. Đúng không? Bây giờ là tôi còn số rau này. Rau này nếu mà ta trồng 2 khay như này thôi, hoặc 3 khay như này là gia đình nhà chúng ta chắc là đủ một bữa rau sống đúng không? Mà hoàn toàn sạch luôn, ta tưới bằng nước máy. Cộng với lại đất chúng ta trồng hữu cơ ban đầu, những cái lá trồng của ban đầu ấy thì nó đã hỏng rồi. Bây giờ lá mới ra hoàn toàn, mà nếu nước trời mưa cộng với sân thượng hay ban công nhà các bạn sạch, nước mưa sạch thì cái rau này nói có thể là chỉ rửa qua hoặc là rửa một chút đấy là chúng ta ăn. Hoàn toàn không có thuốc bảo vệ thực vật, cũng không có phân vô cơ, hoàn toàn bằng đất hữu cơ luôn. 30 ngày, đây hôm nay hơi nắng, lá rau hơi ỉu ỉu một chút đúng không? Thế tất nhiên là tôi thất bại một chút cái cây su hào vì chuột nó ăn, cộng với cây cải bắp. Mới lại cải bắp su hào thì mùa này, năm nay mùa xuân nhưng mà nó không lạnh, thành ra cái cây đấy trồng nó cũng kém. Tôi đã chuyển sang rau mùa hè như là rau cải cúc, rau đay, mùng tơi, rồi đậu bắp, rồi là tôi sẽ trồng rau ngót đấy, và một số cây gia vị khác. Rất mong các bạn là cùng với clip của chúng tôi, các bạn có thể trồng cùng chúng tôi, có cái gì cần chia sẻ. Nhà vườn chúng tôi sẽ tích cực chia sẻ cùng các bạn, và cũng các bạn có những cái gì chúng tôi còn thiếu sót, chúng tôi sẽ cố gắng cùng các bạn để chúng ta hoàn thiện mình hơn, và chúng ta sẽ có những cái vườn rau để chúng ta, hoặc là rau lộc để chúng ta sử dụng cũng như vừa làm cảnh.
Cái cây trên tay tôi là cây húng Hà Nội, nhiều lúc mà tôi không có thì tôi ra chợ hàng của Hải Phòng thì tôi mua một ít cây cây húng Hà Nội về tôi trồng vào cái chậu gọi là tái chế để tôi làm một cái tường cây mà có thể là bằng những cái chậu tái chế. Đây cái cây này là cây húng Hà Nội. Tôi có những cái sử dụng cái đất vẫn hàng ngày tôi sử dụng mà tôi để đây cũng bao nó còn thừa còn một ít. Hôm nay tôi sẽ đổ ra đất để trồng. Đất này thì các bạn có thể là mua ở trên thị trường ở chợ Hải Phòng thì là có đường Hoàng Minh Thảo. Đấy, rồi là đường mương sau chợ hàng gọi là đường vào khu 7 tầng hay còn gọi là 428 Nguyễn Văn Linh. Các bạn ra đường Phạm Văn Đồng chỗ chân cầu đường cao tốc cũng có bán. Rồi là chân cầu quay họ cũng bán. Cầu quay cũ. Bây giờ tôi xin giới thiệu cái chai này, tôi đã có một cái clip trước tôi đã làm rồi. Đấy, bây giờ là tôi chỉ giới thiệu cái chai thôi. Tất nhiên chúng ta không quên nên quên là cái việc dùi lỗ ngang. Ta để lại một chút để nó đựng nước ở phần dưới. Cái này tôi làm bằng dây nhôm, gọi là dây kim loại. Bây giờ tôi chỉ cho đất vào để tôi trồng cái cây rau. Cái này tôi trồng sẽ giới thiệu trồng các bạn không cần phải sử dụng cái que trồng là vì đất này nó mịn. Đất này là nó đã đủ dinh dưỡng rồi, tôi cũng cứ trồng vào đây. Xong rồi để giới thiệu cùng các bạn xem là cái cây rau lọc nó lên, sức lên của nó như thế nào. Liệu có phải bón thêm gì không? Sau thời gian bao nhiêu thì chúng ta phải bón thêm? Tôi cho vơi vơi đất thôi. Bây giờ tôi sẽ chọn một vài cây trong cây này. Tất nhiên là chúng ta trồng thì có thể chúng ta cũng chọn cây nó có rễ tử tế thì chúng ta trồng nó sẽ dễ lên hơn. Còn bản chất cái cây này người ta có thể dâm bằng cành được. Nhưng vì là cái rễ nó nhiều, nó sát đấy. Mấy cái thứ hai nữa là cái cây húng Hà Nội này đấy thì nó bé thôi. Nó không to và nó có thể rủ xuống được. Nên là tôi vị trí là tôi sẽ trồng một cái chậu ngang. Còn một số cây mà nó đứng cây mà nó to, thí dụ như cây kinh giới, cây tía tô hay cây ớt thì hay cây cà chua thì tôi sẽ giới thiệu trồng vào cái chậu như này có thể đứng lên. Chứ còn nếu mà chúng ta mà trồng vào cái chậu ngang thì nó không đủ cái đất. Cái thứ hai nữa là nó cây nó to nó dễ ngã đổ do cái chậu nó bé, nó lông, nó không sâu chậu. Đấy, tôi cứ dựng xếp cây vào đây. Tất nhiên là tôi tìm xem những cái cây nào nó có rễ thì tôi xếp vào. Trong khi đó thì cũng nhặt nhạnh ướt những cái cây xấu đi. Thì chúng ta đi mua họ mớ vào thì nó có. Cái thứ hai là trời nắng như này ấy. Mùa xuân mà nắng như này thì nó không phải ngày mưa ấy. Thì chốc nó trên tường cây đấy, tôi cũng sẽ giới thiệu là tôi đem vào trong chỗ dâm. Đến lúc tôi để ngoài để các bạn biết là treo tường nó sẽ như vậy. Cái cây đủ sống khỏe, còn nếu không thì chúng ta có thể căng lưới. Hoặc là chúng ta để tường vào cái chỗ bê, tôi chuyển cây vào chỗ dâm được. Đây tôi ước chừng tôi chia ra để tôi trồng lấy hai cái chậu. Tôi trồng dày dày luôn để cho nó đẹp. Với lại cái cây húng này nó dày một cái thì sau một hai chục ngày mà nó có rau là chúng ta có thể thu nhập luôn. Thì chúng ta cho nó bớt dày. Thế còn không như là rau đay hoặc là rau mùng tơi tôi gieo đã lên rất là nhiều. Tôi đợi cây nó đủ to đấy. Thì là tôi sẽ đánh ra và tôi trồng thành một, tôi sẽ thu những cái chai và cái đồ trồng cây cũ. Tôi sẽ trồng thành một cái luống rau nho nhỏ. Thì vì là như thế thì chúng ta gieo hạt đấy, chúng ta sẽ không thiếu được hạt giống rau. Bây giờ chúng ta chỉ vén cây lên, ta cho đất vào thôi. Cho đất vào xong rồi ta sẽ dựng lại cây cho nó vào các cái vị trí mà nó chia đều trong cái khoang cây. Nếu cần thiết thì ta chỉ cần dỗ nhẹ xuống thôi là cây sẽ xuống. Còn những cây mà nó ít rễ quá, nếu mà cảm thấy ta thiếu thì tôi cũng cứ trồng thử vào đây xem. Dâm thêm vào cho cái cây nó đều đều, cho nó đẹp đẹp cái chậu cây. Đây tôi nhấc lên này, đấy. Nếu như chúng ta lưu ý cái chậu ngang ấy, chúng ta sẽ, tôi cũng đã sử dụng một số lần là tôi dùng cái chai Lavi đấy, chai nước trắng ấy, thì nó yếu chai. Nên là tôi sẽ sử dụng những cái chai nó chắc chai một tí, còn chai yếu thì chúng ta lại sử dụng cho cái việc cho chai treo dọc. Treo dọc thì không vấn đề gì xảy ra cả. Đấy, như này là tôi đã được một khay rau. Một cái, bây giờ tôi lại tiếp tục mà trồng tiếp một khay nữa. Tôi trồng liền hai khay cho nó được nhiều một chút. Cái chậu này cũng thế, tôi vẫn lưu ý là chúng ta làm phải có lỗ. Và cái clip mà giới thiệu làm cái chậu tái chế này tôi đã giới thiệu trên kiền trong clip trước.
Bây giờ chúng ta cho lượng đất vừa phải thôi, nếu không may cho nhiều quá thì ta lại đổ ra. Để lượng vừa phải thôi, để cho cái rễ cây nó vừa tầm một phần, một lượng đất giới hạn. Cái cây này họ nhổ lên đâm ra là họ có cây nó có rễ, có cây không. Họ bán cũng có mấy nghìn thôi, 5.000 chẳng hạn. Đấy thì là chúng ta mua về ta nhặt bớt những cái, chúng ta cứ dựng cây vào đây, cứ để cây vào đây, tí ta cho đất vào là ta sẽ chắc chắn những cây không có rễ thì là mà ta để chỗ nắng thì nó dễ. Cái cây dài chúng ta sẽ để ra đầu hai đầu, cái ngắn chúng ta sẽ cho vào giữa thì nó đẹp hơn. Cái dài hai đầu rồi nó sẽ rủ xuống hai bên đấy, hai đầu của cái chai tái chế này. Và chúng ta vặt rau ăn thì tất nhiên là nó sẽ còn lại, nó sẽ lên. Tôi sẽ chọn đúng cây húng Hà Nội để nó không bị lẫn, nếu có lẫn cây không phải húng Hà Nội, cây có dễ dễ một chút thì tôi sẽ cho vào đây. Các bạn thấy không, cái đất này nó rất dễ, các bạn cứ việc đặt cây xuống chúng ta cho đất vào là ổn. Cây mà nó có cái thân dài loằng ngoằng này tôi cũng có thể cho vào được. Đặt đây, cây nó hơi thưa thưa tôi cho tiếp vào đây cho nó dày dày lại. Vị trí nếu một mớ 5.000 này ta có thể trồng, nếu tận dụng trồng cả cành ấy, thì sẽ được cả ba cái chai. Nhưng nó cũng không ấy lắm thì ta sợ mất công cái cây mà nó không có rễ đấy thì chúng ta có thể bỏ. Cây này là cây húng rũi, không phải cây húng Hà Nội. Cho cây dài khác vào đây. Cây húng rũi tôi sẽ giới thiệu vào một clip sau. Những cây húng này thì bản chất nó cũng ưa nắng vừa phải thôi, cũng không cần phải nắng cả từ sáng đến tối đâu, các bạn chỉ cần có nắng một chiều thôi, buổi sáng hoặc buổi chiều. Thí dụ như tôi treo tường cây ở đây tôi là hướng tây, buổi chiều mới có nắng còn buổi sáng sẽ không có đâu. Thấy thưa thưa thì tôi tìm xem còn cái cây nào tôi trồng lốt vào. Đây, cái cây này nó có cái thân nằm ngang này, cho nó vào đây. Chúng ta chỉ để vào đây cho đất vào, cho nhiều đất vào, hơi dư dư một chút. Xong người ta dỗ nhẹ là nó sẽ xuống. Nếu mà viên đất to thì ta để ta chèn gốc nó cho nó đỡ bị rơi cái cây ra ngoài. Các bạn xem kênh, rất mong là các bạn ủng hộ chúng tôi, nhất là nhân dịp Covid-19 chúng ta ở nhà trồng rau làm vườn, vừa thư giãn vừa có thể là có rau ăn hoặc là cây rau gia vị để chúng ta sử dụng. Rất mong các bạn xem kênh thì các bạn đăng ký hoặc nhấn chuông ủng hộ kênh của chúng tôi, hoặc là các bạn có những cái bình luận chia sẻ tích cực, rất mong được chia sẻ của các bạn để chúng tôi nghe, học hỏi thêm hoặc là thay đổi hoặc là sửa chữa những cái lỗi mà mình hẳn còn thiếu sót. Bây giờ tôi sẽ có sẵn 4 cái móc rồi, như tường cây của tôi giới thiệu hôm qua, bây giờ tôi sẽ treo lên. Bây giờ cái này tôi cứ móc lối vào nhau đúng không ạ? Tôi lại thả cái móc vào đây. Thì các bạn làm như này ấy, nếu mà tiếp theo một cái tường khác nữa thì chúng ta cũng sẽ được hai cái dãy như này song song với nhau thì chúng ta cũng sẽ được một cái tường cây tiếp theo. Nhưng mà treo ở đây là sẽ hơi nắng buổi chiều. Nên là chốc nếu cẩn thận thì tôi sẽ cất cái cây rau này vào trong cái đám trong chỗ lưới hoặc chỗ dâm kia. Bây giờ tôi lại còn hai cái móc nữa. Tôi lại móc vào đây. Tôi quay móc vào trong đi. Đấy, móc các bạn cứ bẻ bình thường thôi là được, vì nó cũng không có gì cả, ta cứ móc vào đây rồi nó vẫn được mà. Cái dây này chúng ta làm thì chúng ta có thể là làm độ dài ngắn, nếu chúng ta làm một lần ấy thì chúng ta sẽ đo kích thước của nó để làm sao cho nó dài ngắn, nó phân khoảng nó theo ý mình. Thế còn đây tôi làm mỗi lần tôi chỉ làm có 1-2 chai thôi, cho nên cái độ bằng của nó cũng không bằng lắm. Thế mà nếu mà các bạn mà để làm những cái quán để chúng ta vừa mà có cái gọi là cái quang cảnh đẹp đấy, và chúng ta sử dụng trong cái việc chẳng hạn như quán cà phê gì đó, thì chúng ta có thể lấy sơn hoặc lấy cái gì đó ta dán cái chai lại thành những cái hình thù trông cho nó đẹp mắt một chút. Còn đây là cái này tôi chỉ giới thiệu cách làm thôi, nên cái chai của tôi nhiều lúc cái chai bẹp này tôi đi nhặt. Các bạn có thể sử dụng cái chai nó vừa sử dụng xong nước xong thì nó còn mới, nó sẽ đẹp hơn. Đây cái chai này là cái chai cụ thể, là cái chai này là chai La Vi này, nó yếu nó võng à.
Đấy. Thế còn cái chai này nó rất là chắc này. Đấy, cái chai này chai Coca-Cola. Đây là tôi dòng Húng Hà Nội này. Nếu mà ta làm một cái tường nữa bên này đúng không? Ta thêm một hàng nữa. Các bạn chỉ cần chốt hai cái đinh hai bên trên, chúng ta cứ thả móc vào là ta kéo xuống rất đơn giản. Tường của chúng ta cũng không đến lỗi bị chốt nhiều đinh. Xong ta lại lối tiếp xuống thì chúng ta sẽ có một cái dàn cây. Cái này có thể cả ta xuống được một hàng nữa đúng không? Mà nếu phần bên dưới mà nó dâm quá thì chúng ta sẽ dòng những cái cây như rau răm này hay là dấp cá này thì chúng ta nó khỏe. Bây giờ tôi cứ treo tạm thế này thôi. Còn đâu những cây như cây Húng Hà Nội hay là cây húng húng Bạc Hà thì nó sẽ chịu nắng tốt hơn, hay là như cái cây Mùi Tàu này thì là nó sẽ chịu dâm, nên chúng ta sẽ treo xuống phần dưới. Thế là chúng ta sẽ có một cái tường cây mà nó trông cũng đẹp mắt và lại sử dụng được các cái phần tái chế giúp cho môi trường tốt hơn. Cây đã tốt rồi xong rồi lại còn sử dụng được cả cái phần gọi là tái sử dụng cái phần cái chai nhựa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn lại gặp clip sau.